Dạ vâng, kính chào quý vị cùng các bác, các anh em đang truy cập đến kênh của Tiến Audio Hải Dương, một kênh chuyên dành để test âm thanh và giới thiệu hàng bãi. Quý vị và các bác, các anh em trên khắp mọi miền luôn tin yêu kênh YouTube của em thân mến. Mấy ngày vừa qua đó, em rất là bận, thật sự mà nói công việc riêng rất bận, có lẽ là nó bận khoảng cơ tầm độ 10 ngày nữa. Rất bận, trong những thời gian này rất bận. Và em không làm clip video quảng bá những mặt hàng mà nó thường cập nhật về trong cửa hàng của nhà em được, mong quý vị và các bác, các anh em chúng ta thật thông cảm. Và cũng luôn là chân thành cảm ơn các bác, trong mấy ngày vừa qua mặc dù em không có làm video, không có làm clip, nhưng các bác vẫn nhấc máy gọi điện cho em hỏi thăm về mặt hàng và nó có hay không thì các bác lấy. Và đặc biệt mấy ngày vừa qua thì mặt hàng mặc dù không test nhưng vẫn bán đều hàng, và điều này chân thành cảm ơn các bác, các anh em chúng ta rất nhiều đã luôn tin yêu và tin tưởng ủng hộ cho cửa hàng của bên em. Xin chân thành cảm ơn các bác, kính chúc các bác, các anh em chúng ta ngày càng dồi dào sức khỏe, làm ăn may mắn. Đặc biệt hôm nay ngày 30 âm lịch của tháng 10 và ngày mai bước sang tháng 11. Kính chúc các bác, các anh em chúng ta dồi dào sức khỏe, làm ăn càng ngày càng may mắn trong những tháng cuối năm này. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng các bác, các anh em chúng ta hãy cùng đi đến hôm nay. Sản phẩm rất nhiều, thật sự mà nói rất nhiều, nhưng em mới cập nhật và đưa test lên cho quý vị và các bác, các anh em chúng ta 4 quả trầm. 4 quả súp trầm này nó vừa cập nhật về trong cửa hàng của nhà em. Thì trong 4 quả trầm này nó có 2 quả bát 30, lưu ý nhé. Có 2 quả trầm bát 30, nó là một quả trầm của Mỹ, là một quả này, một quả của Anh Quốc, một quả này, và một quả kép bát 25 ở bên này. Còn quả bé nhất là quả bát 18 Yamaha. Những quả trầm này có giá bình dân, rất rẻ tiền, dễ chịu để cho quý vị và các bác, các anh em chúng ta sở hữu và đam mê chơi. Và đặc biệt thưa quý vị và cùng các bác, các anh em chúng ta, tiếng súp trầm thì chúng ta có thể dùng vào nghe nhạc hay hát hò karaoke là tùy các bác, bởi vì trầm chỉ có một cái nhiệm vụ, đó là cho ra tiếng bát mà thôi các bác nhá. Các bác có thể ghép thêm vào những bộ dàn để cho ấm áp thêm căn phòng của chúng ta hơn nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng các bác, các anh em chúng ta hãy cùng đi đến những sản phẩm em giới thiệu và báo giá cho quý vị và anh em. Mọi chi tiết xin quý vị và các bác, các anh em chúng ta hãy liên hệ vào tấm biển xanh bằng một trong hai số điện thoại, đó là số điện thoại 0966 603 183, hoặc số máy thứ hai là số máy 0961692979. Nếu gọi điện thoại không được thì quý vị và các bác, các anh em chúng ta hãy để lại tin nhắn, em sẽ lần lượt phúc đáp. Địa chỉ em ở Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương, và em ở cạnh nhà thờ thôn Mỹ Động, nhận ship và giao hàng toàn quốc. Các sản phẩm em báo giá không bao gồm cước vận chuyển, mong quý vị và các bác, các anh em chúng ta lưu ý và nhớ rõ cho. Bây giờ mời quý vị cùng các bác, các anh em chúng ta hãy cùng đi đến sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay đó là sản phẩm quả trầm đến từ Anh Quốc, nó có giá là 5.200.000 đồng, 5.200.000 đồng. Và quả trầm này là một quả trầm đến từ Anh Quốc mà mang cái trong lòng mình là một cái loa bát có đường kính là 25, mang trong mình là một cái loa bát có đường kính 25, e căng rất đẹp các bác nhá, e căng zin rất đẹp. Và quý vị cùng các bác, các anh em chúng ta đang được thấy một cái loa bát của nó có đường kính lớn hơn 25, lưu ý nhá, lớn hơn 25, gang em chuẩn xác là 25. Nếu em soạn cỡ như thế này, và em rất là cao, gầy nhưng mà cao, người em là 1m8 các bác nhé, em cao 1m8, cho nên gang của em gang 25. Và cái loa này là có đường kính lớn hơn 25, nó là 26, 27 gì đó. Và các bác thấy là cái màng bát của nó là chất liệu sử dụng là cái màng carbon, màng carbon chất liệu dẻo đặc trưng của những dòng loa Anh Quốc rất hay trang bị. Và gân của nó cũng là gân cao su các bác nhá, gân cao su zin nguyên bản luôn nha. Và đây, dưới cái này là dưới cái loa bát ở bên này, nó chạy dài ra đây là dòng lỗ thông hơi. Đây là một giặc, ở đây là một lỗ thông hơi, lỗ thông hơi các bác nhá, các anh em nhé. Và bây giờ thì mời quý vị và anh em chúng ta hãy cùng đến với thông số ở đằng sau của quả trầm. Tất cả em nó rất đẹp, các bác thấy vuông hoặc sát cạnh cực kỳ đẹp luôn. Và đến với model của quả trầm thì mời quý vị và anh em chúng ta hãy cùng lưu ý, nhớ rõ đây, đây là quả trầm kép, nó có tên là PSVDUP 2150 các bác nhá. Đọc lại này, quả trầm kép PSVDUP
2150, model của nó là 2150 các bác nhá. Và các bác, các anh em chúng ta đang được nhìn thấy dòng chữ Úc Anh Đần. Úc Anh Đần, đây là hai thương hiệu chính để cho hãng BMW kép cũng như Tay Loi, rồi là các thương hiệu của Lo Anh là đặt nhà máy ở hai nơi này. Úc và Anh Đần, nó là hai thương hiệu, là hai thương hiệu này là một các bác nhá. Và nó sản xuất ở hai nước như vậy. Điện của em nó là hai cầu điện. Em nó có sử dụng hai cầu điện nhá. Thứ nhất là nó sử dụng luồng điện là 230. 230 là nguồn điện của châu Âu rồi. Và 115V, 115V là điện của Mỹ các bác nhá. 115V là điện của Mỹ. Thưa quý vị cùng các bác các anh em chúng ta. Công suất max của quả trần này, công suất nó ra đề đây là công suất 220W các bác nhá. Công suất là 220W. Rất chi tiết, rất cặn kẽ cho quý vị cùng các bác các anh em chúng ta. Có đầy đủ các cổng kết nối để ăn chơi, đường in vẫn đi vào và đường quýt đi ra. Có các cổng hiệu ứng xoa trầm cũng như cho tiếng trầm nổi, tiếng trầm chìm và tiếng sâu và tiếng gần. Đấy, cho anh em nhé. Rồi, ok, đã giới thiệu cho quý vị cùng các bác các anh em chúng ta một quả trầm kép PSV Dup 2150. Đấy, giá 5 triệu 2 nhá. Giá 5 triệu 200. Có lẽ là trầm dạo này hơi khan hiếm ấy, thưa quý vị cùng các bác các anh em chúng ta. Nhưng trong những ngày qua thì các bác gọi điện cho em hỏi về súp trầm rất nhiều. Nhưng hôm nay em về được vẹn vẹn có 4 quả mà thôi. Vẹn vẹn có 4 quả, rất ít đúng không ạ? Và tiếp thị tới quý vị cùng các bác các anh em chúng ta quả trầm thứ 2. Quả trầm thứ 2 này là một quả trầm vô cùng quen thuộc và hàng rất ít gặp, chứ không phải là muốn mà có được các bác nhá. Quả trầm này cũng là quả trầm kép. Đấy, quả trầm này cũng là quả trầm kép, nó đến từ Anh Quốc. Quý vị và các bác các anh em thân mến, nó đến từ Anh Quốc. Quả trầm kép này là quả trầm kép 30B các bác nhá, quả trầm kép model 30B sử dụng mang carbon chất liệu dẻo gân cao su zin nguyên bản các bác nhá, đánh cụt từ kép. Lưu ý và nhớ rõ, sử dụng bát 30 mang carbon chất liệu dẻo gân cao su zin nguyên bản. Cái mặt này của nó được trang bị là bằng nhựa để bao bọc cái bát, và cái chân của nó cũng bằng nhựa các bác nhá. Điều này cho chúng ta thấy là chúng ta chỉ hình dung thôi. Quả trầm này trang bị khá là hầm hố và cũng khá là chắc bền. Và quả trầm này đây, thương hiệu là Kép Audio Úc, và đấy là thương hiệu của nó. Còn model của nó là Kép Model 30B. Đấy, quý vị và anh em thân mến nhá. Đấy, hàng được sản xuất tại Made in Anh Đình. Đây, em sẽ quay dòng chữ rất nét căng cho quý vị cùng các bác anh em chúng ta được thấy. Made in Anh Đình. Và các bác thấy này, đây là các hiệu ứng đi vào của nó, đường ăn chơi đi vào. Dây rắc còn nguyên. Và đây, đường đi vào và đường đi ra, các hiệu ứng to nhỏ của trầm. Rồi, đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng mà có giá thành cực kỳ hợp túi tiền luôn. Quả trầm kép 30B này sử dụng bát 30 có giá 5 triệu 800 ngàn đồng các bác nhé. 5 triệu 800 ngàn đồng. Rồi, ok đi. Đã giới thiệu xong cho quý vị cùng các bác các anh em chúng ta một quả trầm. Xong quả trầm thứ 2. Và thưa với quý vị cùng các bác các anh em chúng ta, chúng ta hãy cùng đi đến một em rất khủng long. Rất khủng long. Các bác thấy là hàng về đấy, em chưa có lau chùi vệ sinh nhá. Vừa rồi về cũng chưa lau chùi vệ sinh, em rất bận không có lau thời gian lau chùi vệ sinh. Nhưng khi các bác mua thì không bao giờ có chuyện mà nó bẩn như thế này. Khi các bác đặt tiền mua thì không bao giờ có cái chuyện bẩn như thế này các bác nhá. Hay rất đẹp, em chỉ cần lau qua thôi là nó đã đẹp lắm rồi. Em trầm này là một em trầm đến từ Mỹ, sử dụng nguồn điện 120V. Em này nếu về cấu hình, tí em sẽ giới thiệu cái tên cho quý vị cùng các bác các anh em chúng ta. Quả trầm này là quả trầm Cetec các bác nhá. Quả trầm này là quả trầm Cetec. Nó có tên model là 112. Quả trầm Cetec có tên model 112. Mang giấy kết hợp sợi thủy tinh. Các bác nhá. Bát 30 mang giấy kết hợp sợi thủy tinh gân cao su các bác nhá, gân cao su, dòng này củ to, thùng to, lặng và cực kỳ sâu.
30 của em sẽ cho quý vị và các bác anh em chúng ta xem về cái bát của quả trầm ấy nhá. Và đây là model của quả trầm. Quả trầm này là quả trầm xe tích model 112. Nó sử dụng nguồn điện là 120V, các bác đang được nhìn thấy ở đây. Điện 120V, giải tần cắt 50 đến 60 Hz. Và đây là các hiệu ứng đường ăn chơi đi vào, đường in. Và đây nó có cả cái đường này giống như âm đi các bác nhé. Và đây là các cái cầu để cho chúng ta đấu chuyên vào những dòng âm đi Nhật để nghe. Rồi, rất là ok luôn. Và đây là cánh tỏa nhiệt rất là to. Rất to luôn. To cao luôn nhé các bác nhé. Quả trầm này rất là to cao đấy, nặng đấy ạ, cực kỳ nặng. Rồi. Và quả trầm này là một quả trầm có giá cao nhất trong trong bốn quả trầm này các bác nhé. Trong bốn quả trầm này thì quả trầm này quả trầm có giá cao nhất. Đây, thưa quý vị cùng các anh em, giá của quả trầm này là 6.900.000 nhá. Quả trầm Setec model 112 có giá 6.900.000 đồng. Quả trầm này sử dụng bát 30 đến từ Mỹ. Rồi, và tiếp thị thôi quý vị và các bác anh em chúng ta là quả trầm thứ tư. Quả trầm thứ tư có giá 2.600.000 đồng. Quả trầm thứ tư có giá 2.600.000 đồng các bác nhá. 2.600.000 đồng. Và quả trầm này là quả trầm đến từ Nhật Bản. Quả trầm Yamaha IST SVDUP 105. Chúng ta đang được nhìn thấy dòng chữ rất là nét đây đúng không ạ? Yamaha IST SVDUP 105. Đây là các đường chỉnh của quả trầm, nó được nằm ở mặt trước. Quả trầm có một cái màu vân gỗ tuyệt đẹp, sử dụng thùng gỗ lại, tuyệt đẹp đấy. Rồi, đến với em trầm này. Thế em trầm này em mới sử dụng một cái loa bát có đường kính là 20 các bác nhá. Nó sử dụng một cái loa bát có đường kính 20 đánh cụ từ kép, nói về dòng Yamaha chuyên và sử dụng đánh cụ từ kép các bác nhá. Màng giấy kết hợp sợi thủy tinh, gân cao su zin nguyên bản và lỗ thông hơi phía trước mặt chúng ta đây. Quả trầm được cắt dây nguồn, đã bị cắt dây nguồn. Và điều cắt dây nguồn này em đã chia sẻ rất nhiều clip cho quý vị cùng các bác anh em chúng ta để chúng ta cắt dây nguồn để hình thức tức là trốn thuế cho nó rẻ. Quả trầm Yamaha nó được sản xuất tại Nhật Bản. Và cái em trầm này đấy thì em mới sử dụng đa cầu điện các bác nhá. Sử dụng đa cầu điện từ 100 đến 240. Chúng ta thích sử dụng vào nguồn điện nào thì chúng ta lấy cái tô vít đầu dẹt chúng ta gạt sang. Nó hiện số là 220, 240, 110, 100 các bác nhé. Rồi, ok. Cảm ơn quý vị và các bác anh em chúng ta đã quan tâm đến sản phẩm 4 quả trầm của bên em. Và ngay bây giờ thì muốn giới thiệu thêm cho quý vị cùng các bác anh em chúng ta một mặt hàng mà trong mấy ngày vừa qua các bác anh em chúng ta trên mọi miền Tổ quốc Nam và Bắc đã gọi điện để hỏi em rất là nhiều về một con âm đi. Và hôm đó em có một con thì em đã bán rồi đúng không ạ? Và hôm nay em lại tiếp tục về một em âm đi nữa, đó là em âm đi Sansui AU 707, AUD 707 XDCAT, dòng hồi gỗ chỉ vàng. Và tại sao thì em âm đi này lại có đông đảo nhiều khách hàng hỏi em đến vậy? Thì thưa quý vị và các bác anh em chúng ta, mặt hàng em phân phối bán cho quý vị và các bác anh em chúng ta nó là những sản phẩm có giá thành cực kỳ hợp lý. Có nhiều những khi các bác muốn tìm hiểu về dòng âm đi này nhưng các bác này không mua ở đâu được với cái giá như của bên em cung cấp bán ra cho quý vị cùng các bác anh em chúng ta. Thật sự mà nói một câu là như vậy. Em nhiều và nhiều khi là các bác anh em chúng ta hỏi em là tại sao một con âm đi mà tại sao tiến bán lại rẻ hơn các cái cửa hàng khác đến vài triệu đồng là như vậy. Thì thưa quý vị và các bác anh em chúng ta, có những mặt hàng em còn bán đắt hơn người ta đấy cơ. Nhưng mà có những đa phần thì em lại nhập vào nhu cầu bán rẻ nhất để cho quý vị cùng các bác anh em chúng ta được thưởng thức và cũng như là được mua và sắm tin dùng nó. Thì em âm đi Sansui AUD 707 XDCAT dòng hồi gỗ chỉ vàng.
Chúng ta không lạ lẫm gì về MMD này nữa. MMD này có chất âm cực kỳ hay và có công suất khỏe, máy nặng như là quê đa lỗ, và em này em không có ngán ngẩm cái dòng loa nào hết các bác nhá, không ngán ngẩm đến dòng loa này, loa nào từ châu Âu, châu Mỹ và châu Á đánh được hết luôn. Và cái MMD này là MMD có một cái công suất lên tới 320W và nó đánh 8 con sò than sa kèn. Đó, một chiếc MMD cực kỳ đẹp và rất hay, và chiếc MMD này em chưa hề vệ sinh. Nói thật với các quý vị và các bác anh em chúng ta một câu, em ghép rồi nhưng chưa hề vệ sinh, các bác thấy lúm của nó vẫn còn bụi bẩn đấy, vui lúm ấy, lúm volume của nó vẫn còn bụi bẩn luôn. Thế và cả chiếc MD này rất là đẹp, các bác thấy mặt nó không bị xước sát một cái tí nào, rất đẹp. Và giá của chiếc MD này em bao hàng, em bao đẹp và bao zin cho quý vị cùng các bác anh em chúng ta. Và bây giờ xin đi vào báo giá cho sản phẩm âm ni Sansui AUD 7L7XDCAT có giá là 9 triệu đồng các bác nhá. Chiếc âm ni Sansui AUD 7L7XDCAT hồi gỗ chỉ vàng, công suất 320W, đánh cầu A cầu B và có chức năng A cộng B, giá 9 triệu đồng. Và trên là một em đầu giải mã, đây là một em đầu giải mã chuyên nghiệp Solidat 59ES. À, các bác nhá, 59ES. Chiếc đầu này là một chiếc đầu giải mã 24 bit cực kỳ hay, công suất khỏe. Công suất của nó là 26W, nguồn điện 100V. Và giá của chiếc đi này em đảm bảo với quý vị và các bác anh em chúng ta là các bác anh em chúng ta mua không ở đâu có, với bán cho quý vị và các bác anh em chúng ta mới một cái mức giá là 5 triệu 900 ngàn đồng các bác nhá. 5 triệu 900 ngàn đồng cho chiếc đầu chuyên nghiệp giải mã Solidat 59ES đời cao số chót vót, và các bác thấy mặt mũi của nó em nó đẹp tinh tươm, cực kỳ đẹp, có thể nói là đẹp thiếu hộp xốp. Và dưới đây là một em đầu Soli X 3.3ES về trong cửa hàng em tấp chắc tầm vào hơn chục ngày nay rồi. Soli X 3.3ES. À, có giá cực kỳ mềm và dẻo để cho anh em chúng ta sở hữu và đam mê chơi. Giá của em nó là trên 3 triệu đồng một tí các bác nhá. À, chạy đĩa nhanh như cướp luôn. Và nó là em chuyên nghiệp để chạy đĩa CD. Rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị cùng các bác các anh em chúng ta đã quan tâm dành thời gian vàng ngọc để theo dõi clip video của em báo giá sản phẩm. À, rồi. Và bây giờ xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị cùng các bác anh em chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bác anh em chúng ta trong những video clip tiếp theo. Xin hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mặt hàng bên cho kênh của em và cũng như mặt hàng của em. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.